kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau thời gian điều tra về chống lẩn tránh thuế, đầu tháng 6 năm nay, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp thuế chống bán phá giá 199,76% và thuế chống trợ cấp là 256,44% lên thép Việt Nam, được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thực tế này đã và đang ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành thép Việt Nam. Những lý do nào dẫn đến quyết định này của Mỹ và phạm vi mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam sẽ ra sao, hướng giải quyết như thế nào để các doanh nghiệp thép không mất đi thị trường tiềm năng này. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận về việc Mỹ công bố áp thuế chống bán phá giá sốc lên thép. Ngày 12 tháng 6, một số doanh nghiệp sản xuất thép tại Mỹ tiếp tục nộp đơn yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ điều tra và áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với một số sản phẩm thép được nhập khẩu từ Việt Nam. Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp thuế nhập khẩu lên thép Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc sau khi nghiên cứu, cuối cùng cho thấy việc trốn tránh lệnh chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ. Cụ thể, cơ quan hải quan Mỹ sẽ thu thuế chống bán phá giá 199,76% và thuế chống trợ cấp 256,44% lên thép cán nguội sản xuất tại Việt Nam, nhưng sử dụng các vật liệu nền xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài ra, thép chống ăn mòn từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là 199,43% và thuế chống trợ cấp là 39,05%. Cái vấn đề khởi xướng điều tra về cái chuyện mà chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá và chống trợ cấp của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với lại các sản phẩm thép cán nguội và thép tôn mạ của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ thì đã được khởi xướng từ cuối năm 2016. Thế và trong năm 2017 thì họ đã cử đoàn sang để mà điều tra. Thế và vừa rồi thì là đầu tháng 6 thì họ có đưa ra quyết định chính thức để mà áp những cái thuế chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm thép như đã nêu ở trên ấy, với thuế suất rất là cao. Lý giải về điều này, các chuyên gia kinh tế cho rằng quy định áp thuế lên thép nhập khẩu của Mỹ với lý do đã công bố là nhằm ngăn chặn tình trạng né tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của doanh nghiệp thép Trung Quốc. Bởi theo Bộ Thương mại Mỹ, sau khi áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm thép từ Trung Quốc trong năm 2015, lượng thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ tăng từ mức 9 triệu đô la Mỹ trên năm lên 215 triệu đô la Mỹ trên năm, trong khi thép chống ăn mòn từ Việt Nam vào Mỹ tăng từ 2 triệu đô la Mỹ lên 80 triệu đô la Mỹ. Hiện Mỹ cũng cho rằng có tới 90% giá trị mặt hàng này bắt nguồn từ Trung Quốc. Thế thì cái quyết định đánh thuế của áp thuế chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá và chống trợ cấp của Bộ Thương mại Hoa Kỳ thì là nhằm vào là những cái sản phẩm nguyên liệu mà ta nhập từ Trung Quốc. Lý do người ta áp thuế cho Việt Nam chủ yếu là người ta nghĩ rằng cái xuất xứ hàng hóa của Việt Nam là xuất phát từ Trung Quốc. Người trong ngành cho biết, chính sách này không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp thép Việt Nam, mà chính những doanh nghiệp tại Mỹ cũng đang rất lo lắng về thách thức mà họ sắp sửa gánh chịu. Bởi khi thuế tăng cao như vậy sẽ đội các chi phí sản xuất, lao động lên gấp nhiều lần so với trước. Và người sau cùng chịu thiệt thòi sẽ là người tiêu dùng của chính Mỹ. Theo các chuyên gia, những cáo buộc của Mỹ về Việt Nam sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc để sản xuất thép là hoàn toàn không có cơ sở. Do đó, việc áp thuế chống bán phá giá sốc lên những sản phẩm này là đi trái với thông lệ quốc tế. Các doanh nghiệp thép trong nước sẽ có ảnh hưởng như thế nào với quyết định áp thuế cao ngất ngưởng này từ Mỹ? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Qua tìm hiểu của chúng tôi tại doanh nghiệp thép Khương Mai, đứng trước thông tin áp thuế của phía Mỹ lên mặt hàng thép nhập khẩu, đại diện doanh nghiệp này khá lo lắng về khả năng sẽ giảm sản lượng và giá trị xuất khẩu thép vào Mỹ thời gian tới, bởi mức thuế như phía Mỹ đang áp là quá cao và hầu hết doanh nghiệp đều rất khó xuất vào Mỹ với mức thuế này. Khi mà Mỹ áp thuế là 25% ấy, cộng thuế tự vệ đấy, thì chắc chắn là hàng Việt Nam sẽ không xuất khẩu đi Mỹ được. Thì chắc chắn là phải kiếm nước, tìm nước khác, và cái lợi nhuận ngành thép rất thấp. Thế mà riêng thuế 25% nó khó rồi. Thế còn 200-250% là thuế chống phá giá thì chẳng có sản xuất được, chẳng có thép để mà lời nhiều nữa được. Thế là nếu mà doanh nghiệp nào không chứng minh được cái nguồn gốc mà thép đấy xuất xứ ở đâu á, thì nếu mà thì sẽ khó, chắc là không sản xuất, chắc chắn là kiếm nguồn khác và bán trong nước thôi. Đó là không có cách nào khác là để có thể là chịu được cái mức thuế thế đấy. Hiệp hội thép Việt Nam cũng nhận định
toàn ngành thép sẽ gặp khó khăn do chính sách này của Mỹ, kèm theo đó là những thiệt hại không hề nhỏ cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư để tiếp tục xuất khẩu vào Mỹ. Với tốc độ tăng trưởng gần 43% của ngành thép Việt vào Mỹ trong gần 2 năm qua, các doanh nghiệp thép Việt Nam đã mạnh tay tiến hành đầu tư nhà máy sản xuất trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu từ thị trường Mỹ. Thì nay với mức thuế chống bán phá giá 200%, chống trợ cấp 256% được áp đa phần, các doanh nghiệp Việt sẽ không thể xuất khẩu sang Mỹ và khả năng bị thâm hụt các chi phí đầu tư rất lớn. Các chuyên gia cũng cho rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp có xuất khẩu sang Mỹ mà còn ảnh hưởng tới toàn ngành thép, vì khi mất thị trường Mỹ, ước tính ngành thép sẽ mất đi 11% thị phần xuất khẩu, cùng giá xuất khẩu tương đương vào Mỹ cao hơn so với một số quốc gia khác. Cái chính sách của Mỹ tức là áp cái thuế chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với một cái thuế suất rất là cao, cho nên là nếu mà bị áp dụng thì nó sẽ gây một khó khăn cực kỳ lớn, tức là gần như nó đóng hẳn cửa thị trường Mỹ. Thực tế, doanh nghiệp thép Việt còn rất lo ngại bởi những động thái đi ngược với thông lệ quốc tế của Mỹ. Mỹ tự đặt ra cho mình yêu cầu về xuất xứ nguồn thép nhập khẩu. Cụ thể với Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ không công nhận sản phẩm thép nhập từ Việt Nam vì có nguồn gốc phôi từ Trung Quốc, dù nó đã được chế biến theo phương pháp chuyển đổi quan trọng mà WTO đã công nhận. Do đó, thép Việt Nam vẫn nằm trong diện nghi ngờ về quy tắc xuất xứ của Mỹ. Là theo quy định của truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của WTO đó, là nếu cái sản phẩm đó đã được chuyển đổi tức là cái sản phẩm đó mà được chuyển đổi qua là chuyển đổi rất lớn á, chuyển đổi rất lớn á, để nó thành sản phẩm khác thì vẫn xem là xuất xứ hàng hóa của cái công đoạn cuối cùng. Trong cái vấn đề sắt thép chúng ta phải thấy một điều thôi, chẳng hạn như là chúng ta xuất nhập thép cán nóng của Trung Quốc về, chúng ta qua giai đoạn cán nguội, rồi chúng ta qua ép nó thành tôn, rồi ta mạ màu, tức là ta đã chuyển đổi rất là quan trọng rồi. Và khi chuyển đổi này thì những cái tôn, những cái cán lạnh này có thể xem là hàng của Việt Nam. Tuy nhiên quan điểm của Mỹ hiện nay người ta lại nói khác. Nói khác, người ta nói là hãy cứ anh lấy phôi từ Trung Quốc qua là không coi là xuất xứ Việt Nam. Cái điều này nó ngược lại những quy định về xuất xứ hàng hóa của WTO ta quy định. Các chuyên gia cho rằng thép Việt sẽ mất cơ hội vào thị trường Mỹ, bởi theo phân tích của các chuyên gia, nếu áp với mức 200% cộng thêm với 25% thuế nhập khẩu trước đó cho thép, thì doanh nghiệp Việt xuất vào Mỹ chỉ tầm 1-2 doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất, thậm chí còn chưa tính đến khả năng cạnh tranh với các cường quốc về thép khác xuất vào Mỹ. Tôi nghĩ rằng là một cái quy định mới nào nó cũng có cơ sở của nó. Tức là khi Mỹ đưa ra cái mức cực cao thì vẫn có một số doanh nghiệp ở Việt Nam đảm bảo đạt được chứ không phải là không. Tức là đạt được cái mức độ về mặt chất lượng cũng như là tất cả những cái rào cản của Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam ví dụ như Tôn Hoa Sen có thể vượt qua được. Ví dụ vậy, hay là Tôn Đông Á cũng có thể được mà. Đó thì những cái công ty mà ở tầm cỡ lớn và có sự đầu tư lâu dài và đã có thương hiệu và có thị trường vững ở bên Mỹ thì họ có thể nghiên cứu thêm cái yêu cầu của phía Mỹ là như thế nào để làm thủ tục hay là cải tiến cái công nghệ hoặc cái sản phẩm của mình đó, theo cái hướng yêu cầu của Mỹ. Nếu mà doanh nghiệp nào không chứng minh được cái nguồn gốc mà thép đấy xuất xứ ở đâu đó, thì nếu mà thì sẽ khó, chắc là không sản xuất, chắc chắn là kiếm nguồn khác hoặc bán trong nước thôi. Đó là không có cách nào khác là để có thể là chịu được cái mức thuế thế đấy. Chắc nhận ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất rồi. Tại vì là nếu mà trong thời điểm này mà chưa kiếm thị trường khác mà thị trường trong nước thì cũng không tăng được thì chắc chắn là những cái doanh nghiệp mà sản xuất cái mặt hàng này mà xuất khẩu hàng thì ảnh hưởng không tránh khỏi. Ảnh hưởng ít nhiều thì sẽ ảnh hưởng. Bởi tính đến trước thời điểm Mỹ áp thuế 200% lên thép, trung bình giá trị xuất khẩu thép vào Mỹ lợi nhuận mang lại cho doanh nghiệp chỉ từ 2-3%, nên việc áp thuế 200% sẽ khiến các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hết đường vào Mỹ. Thưa quý vị, với mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cao như vậy, thì ngành thép Việt Nam có khả năng sẽ mất đi thị trường Mỹ. Vậy trước tình trạng hiện nay, các cơ quan chức năng Việt Nam, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ có những giải pháp trước mắt và lâu dài cho ngành như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Trước những cái việc bảo hộ thương mại của Mỹ nó nổi lên gần đây rất là mạnh mẽ như vậy, thì chúng tôi luôn luôn khuyến cáo các doanh nghiệp thép Việt Nam. Thứ nhất
là mình phải nâng cao cái hiểu biết về cái luật lệ thương mại quốc tế cũng như là luật lệ thương mại của các nước mà mình xuất khẩu sang, để mà trên cơ sở đó ta có thể tránh được những cái phụ kiện không cần thiết. Cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp nên là cấu trúc lại cái thị trường xuất khẩu, tức là cần mở rộng cái thị trường xuất khẩu chứ không nên tập trung vào một vài thị trường để nó có những cái hiện tượng tăng đột biến để mà làm cái cớ cho người ta kiện tranh chấp thương mại với mình. Và cái thứ ba là chúng tôi nghĩ căn cơ nhất vẫn là các doanh nghiệp thép Việt Nam phải là luôn luôn nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm của mình. Thì chỉ có nâng cao cái năng lực cạnh tranh như vậy thì trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế thì chúng ta mới có thể xuất khẩu được cái sản phẩm sang nước ngoài. Tất nhiên thì cái cơ sở chúng ta vẫn là cơ sở của cái WTO và tất cả các nước đang 164 nước đang là thành viên. Nhưng mà cái câu chuyện đó như vừa nãy tôi nói thì cái câu chuyện khởi kiện một quốc gia lớn như vậy thì nói chung là chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều và nhiều thứ để đánh đổi. Cho nên phải tính toán rất là kỹ chứ không phải là chúng ta máy móc chúng ta sẽ coi như là sẽ kiện ngay được. Thì đây là cũng thực sự nếu mà triển khai thực thi thì coi như là sẽ đấy là một cái thách thức và cái bất lợi cho các doanh nghiệp trong các ngành mà họ đang bảo hộ. Chúng ta phải dựa vào những quy định của WTO. Vì cái tổ chức này nó đã quy định cái vấn đề chung trong giao dịch thương mại quốc tế rồi. Cái thứ hai là chúng ta phải xem xét lại cái hồ sơ, cái quy trình sản xuất thép của Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là những cái đơn vị mà có xuất vào bên Mỹ thì phải chuẩn bị những tài liệu thế nào. Tại vì khi mà chúng ta nộp đơn qua Bộ Thương mại của Mỹ thì người ta có những đoàn người ta qua ta kiểm tra. Cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có một bộ phận pháp lý mà hiệp hội thép hay là bộ công thương gì đó cũng cần phải có hỗ trợ cho người ta về bộ phận pháp lý để các doanh nghiệp đó người ta chuẩn bị được hồ sơ tốt, khi các đoàn qua thì người ta có thể cung ứng được. Việc này chúng tôi thấy rằng đối với bộ công thương thì người ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong cái việc mà giải trình của việc cá ba sa bị bán chống phá giá rồi, thì những cái quy trình nó làm cũng giống giống như nhau thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng việc hỗ trợ của Bộ Công Thương là rất là cần thiết. Thì để làm được điều này mà thuận lợi nhất á, thì tôi nghĩ rằng là cái Hiệp hội Thép ở Việt Nam á, là có vai trò rất là cơ bản, cùng với Bộ Công Thương Việt Nam là cái cơ quan quản lý nhà nước tối cao về ngành này á, thì nên có một cái sự chuẩn bị thật chu đáo, là những cái tài liệu để chứng minh những cái điều mà mình thấy rằng là cái chính sách mới về thuế á, nó không có hợp lý trong điều kiện áp dụng Việt Nam và đặc biệt là cái thời điểm này. Ví dụ như mình có thể xuất đi trong các nước như là trong khối ASEAN, rồi xuất đi Canada hoặc xuất đi là một số nước của châu Âu. Đấy, thì tôi nghĩ là khi các hiệp định thương mại ký với châu Âu thì có thể là rồi thì tới đây là vừa rồi mình ký với lại cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương á, thì trong 11 nước á, thì tôi nghĩ là cũng khả năng thì từ từ là các nghiệp sẽ ổn định. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook và kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.